Ai trong chúng ta đã từng sống trong cảm giác bất lực? Phải, bất lực bởi niềm hy vọng quá ư là mong manh. Nó mong manh như tàu lá chuối quằn quại trong cơn bão dữ. Và rồi, dù cơn bão chưa dứt, nhưng tàu lá chuối ấy đã tan nát, te tua. Gia đình họ đang trong cơn tuyệt vọng như thế. Nỗi đau của họ có thể tả được không? Thưa không, không thể có vốn từ nào có thể nói lên được sự đau đớn đến tột cùng của gia đình ấy. Người mẹ và người cha đang cố gắng để nhìn vào tương lai của đứa con bé bỏng. Nhưng khoảng không gian trước mắt của họ chỉ là một tảng băng trắng lạnh lùng. Hỏi rằng, con có cơ may nào không? Thưa là có. Vậy thì cơ may ấy ở đâu? Thưa, cơ may ấy rất có thể đang tồn tại nơi quý vị. Trước khi chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị, xin quý vị nhìn tấm hình này của con và hỏi rằng, ta có xót thương con không? Ta có sẵn sàng ban cho con một tia hy vọng không? Nếu quý vị thương con, kính mời quý vị hãy đến để ghi danh và thử mẫu ADN. Biết đâu được, trong muôn vàn tấm lòng bác ái, quý vị chính là người có thể tặng cho con điều kỳ diệu nhất. Hãy đến đi nhé. Địa chỉ 6901 Stockton Boulevard, Sacramento, Cali 95823 và San Jose tại số 2114 Santa Rosa, Suite 22, thành phố San Jose, Cali 95112 vào lúc 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 21 tháng 6 tới đây và cho con sự sống. Chỉ có hai điều kiện thôi. Một là quý vị khỏe mạnh, có độ tuổi từ 18 đến 44 tuổi. Điều kiện còn lại nằm chính trong trái tim của quý vị. Xin liên lạc 1-800-593-6667 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.